rất là quan trọng. Trong cái bài kinh gốc ấy, thì chỉ có bốn câu thôi, tức là cỗ xe hiện tướng gì, ngọn lửa hiện tướng gì, vương quốc hiện tướng gì, phụ nữ hiện tướng gì, có nghĩa là cái tiêu biểu hay là cái mặt mũi hay là cái dung nhan hay là cái diện mục của cái người nữ là cái gì, của ngọn lửa nó biểu tượng như cái gì, được biểu tượng bằng cái gì, cái một cái đất nước, một cái quốc gia nó đã được tượng trưng bằng cái gì, và cái chiếc xe đó, cái người ngồi trong xe đó, và bản thân cái chiếc xe đó nó được tượng trưng, nó được dùng làm biểu, nó được biểu tượng cho ai ngồi trong đó. Chúng tôi khi nhắc tới bài kinh này, chúng tôi không có gọi là cái bài kinh của xe mà chúng tôi gọi là bài kinh biểu tượng, và chúng tôi nói rằng bài kinh này nó quan trọng như thế nào. Thưa quý vị, đối với một và đối với rất là đông đảo chúng sinh mình, chúng sinh phàm phu, khi mà Đức Phật thì đối diện với một người thì ngài ngó vào cái căn cơ của người ta mình, ngài nói có người thì thay vì ngài nói rằng là tất cả là đồ giả, ngài không nói, mà ngài chỉ nói, ngài chỉ nói cho mình thấy rằng là mình là đồ ráp. Thì khi mà ngài nói rằng mọi thứ nó chỉ là đồ ráp thôi là mình biết mình là đồ giả. Thí dụ như vậy, thì có người đến hỏi Đức Phật về bạch Thế Tôn, con muốn biết là một người sau khi chết họ sẽ đi về đâu, họ có tiếp tục tồn tại nữa hay không. Khi mà họ hỏi như vậy đó, ý họ muốn nói đến một cái tôi, một cái ta. Ngài biết, ngài nhìn họ, ngài biết họ muốn nghĩ đến cái đó. Họ muốn hỏi ngài coi sau khi họ chết họ có còn là cái gì hay không. Thì có người thì ngài nói mỗi người, đối với mỗi người ngài nói một cách. Có người thì ngài nói rằng là sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành thức cũng là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó là vô ngã. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Nếu ngay lúc họ còn sống mà cái được gọi là cuộc đời hay là cuộc sống của họ nó chỉ là cái sự có mặt của năm uẩn thôi, và năm uẩn đó cũng chỉ là cái gì đó rất đổi vô thường, rất đổi là phù du phù phiếm, thì nếu mà họ có tái sanh thì cái sự tái sanh của họ nó cũng chỉ là cái sự trở lại của những gì rất đổi phù phiếm. Nhưng mà ở một trường hợp khác, cũng có người hỏi là một câu ý như vậy đó, thì người lại trả lời như thế này: ở đây ta nói rằng do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Tức là ngài nhắc lại nguyên cái hệ thống, cái chuỗi duyên khởi cho họ nghe. Thì với cái người hữu duyên ấy, tức là thay vì ngài trả lời cho họ là sau khi họ chết họ sẽ tiếp tục tồn tại, họ không, hay là họ không tồn tại, ngài nói, mà ngài chỉ nói rằng ở đây ta chỉ nói rằng do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Có nghĩa là cái sự tiếp nối của những đơn vị pháp giới rất là phù du, rất là phù phiếm. Có nghĩa là ngay bây giờ con đang còn sống thì nó đã như vậy, nếu mà con chưa phải là một vị la hán chấm dứt sinh tử thì cái sự tiếp nối sau này của con nó vẫn là cái sự lặp lại của chừng đó món phụ tùng thiết bị linh kiện mà thôi, tùy chỗ. Và ở chỗ này cũng vậy, chúng ta thấy rằng ngay trong đầu cái buổi giảng hôm trước, buổi thứ năm ấy, thứ năm thì chúng tôi có đưa ra cái nội dung ngắn gọn của bài kinh này là toàn bộ thế giới này được thiết lập trên những biểu tượng, toàn bộ thế giới này được thiết lập trên biểu tượng. Chúng ta nói được cái đó là chúng ta bỏ, chúng ta đi mất. Chúng ta thấy trước khi chúng ta biết Phật pháp, rõ ràng là chúng ta chỉ sống ở trong thế giới cái biểu tượng. Cũng người đó sau khi chúng ta gắn vào tay họ một chiếc khoen kim loại, có thể là bằng vàng, có thể là bằng bạc, có thể là bằng đồng, trên đó có gắn hộp xoàn hay là đá quý hoặc không gắn cái gì hết, chỉ cần mà chúng ta trước mặt mọi người
trong một cái buổi họp mặt mà tôi gọi là hôn lễ. Tôi nhắc lại, trong đời mình cũng biết bao nhiêu buổi họp mặt, nhưng mà trong một cái buổi họp mặt đặc biệt nào đó, nó có cái tên gọi là hôn lễ. Trong buổi họp mặt đó, ta trao vào tay người kia, ta gắn lên ngón tay người kia, mà phải là ngón áp út mới được. Là vì sao? Là bởi vì thiên hạ bao đời họ đã đồng ý với nhau rằng là cái ngón áp út là cái ngón tay của cảm xúc, là cái ngón tay mà nó trực tiếp gắn bó, gắn liền với trái tim. Cho nên trong cái buổi họp mặt mà gọi là hôn lễ đó, cái chiếc khuyên kim loại đó được nàng đeo vào tay chàng và chàng đeo vào tay nàng, ta gọi chiếc khuyên đó là chiếc nhẫn cưới. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy trong đời mình có biết bao nhiêu buổi họp mặt, nhưng mà chỉ có buổi họp mặt đặc biệt đó nó có cái tên gọi là hôn lễ. Và chúng ta trong đời mình có khả năng mua biết bao nhiêu là cái chiếc khuyên kim loại đó. Tôi không gọi là nhẫn vàng đâu, tôi đâu biết bị đeo vào tay người ta cái chiếc nhẫn bằng gì nha. Tôi chỉ đặt cái tên là chiếc nhẫn, cái khuyên kim loại thôi, chỉ là chiếc khuyên kim loại thôi. Kể từ lúc chúng ta trao vào tay nhau cái chiếc khuyên đó, ta gọi đó là nhẫn cưới. Trong một cái buổi họp mặt gọi là hôn lễ, thì cái người kia được gọi là cái người hôn phối của mình, là một nửa của đời mình, là cái cộng xương sườn số 7 của mình. Rồi không lành canh không ngọt. Cái chiếc khuyên đó của ngày xưa đó, bây giờ có thể được trả lại hay không được trả lại, chỉ cần có một cái mảnh giấy gọi là cái tờ hôn thú đó, bây giờ bị xé bỏ đi, được đem ra tòa, trả lại cho tòa, trả lại cho luật sư, xác nhận là kể từ bây giờ cái tờ giấy đó, cái tờ giấy mà được gọi là hôn thú đó đó, nó không còn giá trị, nó không còn tác dụng nữa. Thì chỉ cần được xác nhận như vậy thôi, thì cái buổi họp mặt ngày xưa mà gọi là hôn lễ đó, nó không còn tiếp tục có giá trị nữa. Và cái ý nghĩa tinh thần của cái chiếc khuôn kim loại ngày cũ, nó cũng không còn giá trị nữa. Và cái ý nghĩa, cái giá trị, cái tác dụng của cái tờ giấy mà gọi là hôn thú đó, nó cũng không còn có giá trị nữa. Đời sống mình nó là như vậy đó. Rồi thì là những khế ước, những hợp đồng giữa cá nhân này với cá nhân kia, đoàn thể này với đoàn thể nọ, tổ chức này với tổ chức khác, thì nó cũng như vậy, nó cũng chỉ là những biểu tượng. Rồi thì chúng ta đi vào Phật pháp, thấy đời khổ quá, chạy về với Phật, chạy về với Chúa. Thôi bây giờ nói Phật đi nhé, chạy về với Phật. Chúng ta mới cầm trong tay một cái sắp giấy mà gọi là cuốn kinh, rồi chúng ta quỳ, chúng ta lạy một cái bức tượng bằng một cái là một tác phẩm nghệ thuật, thì nó dĩ nhiên nó không chính xác, mà gọi là lại một khúc gỗ, hay là lại một cái cục xi măng, một khối bê tông, hay là một bức tranh mà tôi gọi là tranh ảnh của Đức Phật, của cái vị đạo sư tinh thần của mình ấy, thì tất cả những là biểu tượng thôi. Rồi thì là những ngôn ngữ, những ngôn từ mà tăng ni hoặc là những Phật tử cư sĩ trước mình ấy, họ đi trước mình, họ vào đạo trước mình, họ trao truyền lại cho mình, nó là một lần nữa vẫn chỉ là những biểu tượng, chỉ là biểu tượng thôi. Cho nên các vị xem ở trong trường một kinh, trường một kinh, cái bài kinh gọi là Pot Thấp Bà Đá, Pot Thấp Bà Đá Xuất Tá, trong đó có một câu rất là quan trọng, ý tí ma cô chích tá lô các sa minh nhà, tiếng nhà hai cái này, lô các sa minh nhà, lô các đề rút tiêu. Tôi làm mất thời giờ của mình một chút, nhưng mà cái câu này có từ chú rất là quan trọng, rất là quan trọng. Lô các đề rút tiêu, lô có vô hà ra, lô có bánh nhát tiêu dùng, già hí tóc hà gạch tù vô hà ra tiêu.
Appana Santi. Này, cái câu này dịch như thế này, ở đây này gia chủ chích tác, đó chỉ là cái ký hiệu của thế gian, cái từ ngữ của thế gian, cái ngôn ngữ của thế gian, cái sự định đặt của thế gian. Gia hi tập tha gặp tổ vô ha tí, mà Đức Như Lai chỉ sử dụng thôi, áp ra mà sang tí, nhưng không có thể chấp thủ trong đó, không có nặng lòng trong đó. Cái câu này rất là quan trọng. Chính từ những cái câu kinh rất là nguyên thủy này nè, nó mới lòi ra cái câu trong kinh Pháp Hoa đó, là trong 40 mấy năm qua ta chưa từng nói một lời là chọn đạo đó. Chính là chỗ đó gọi là này tôi Bồ Đề, ta nói mà không phải nói, đó chính là nói vậy. Ta thuyết giảng mà không phải là thuyết giảng, đó mới là chính là thuyết giảng đấy. Chính là chỗ đó, những cái câu kinh đó của Phật giáo phát triển rồi sao là y cứ vào cái chỗ này. Ý tiên mà phù chết tế lu các sa man nha lu các đa rưu lu hoa rô lu các ba chạch yêu gia hít tạch 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 tạch. Đó là những cái từ ngữ, những cái từ ngữ, những cái ngôn từ, những ngôn từ, những cái tiếng nói, những cái lời định đặt của thế gian mà thôi Đức Như Lai chỉ sử dụng mà không có nặng lòng, không có chấp thủ trong đó. Đó chỉ là cái biểu tượng thôi, chưa hết đâu. Trong Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn tức là Mê He Đá Rí Niết Bàn ấy, rất là quan trọng. Đây những cái kinh bởi vì phải học thuộc lòng nhé. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng trường bộ luôn nha, cũng trường bộ Đại Bát Niết Bàn Ma Pari Niết Bàn nó xuất ra, thì trong đó quý vị dò là chúng tôi không nhớ là có đoạn nào, mà chắc chắn là trong mình tin đó có cái câu thế này là: này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi thấy có một cái cuộc tranh luận xảy ra giữa chúng tỳ kheo thì các ngươi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh để ý xem cái cuộc tranh cãi đó, cái sự mâu thuẫn đó giữa các ngươi là nó trên văn nghĩa, nó trên văn tự hay là trên ý nghĩa. Nếu mà thấy chỉ mâu thuẫn với nhau trên văn tự thì ta nói rằng đó là một sự mâu thuẫn rất là nhỏ, không có đáng kể. Không đáng kể. Làm ơn xem giùm tôi cái trong cái đề bản Niết Bàn đó, các vị nhớ cái cách dò cũng dễ thôi, mà tôi đang nói chuyện không có dò được. Dò là gì đó, mình để ý cái phần kể chuyện, cái phần nằm phần kể chuyện lúc đầu không có rồi đó, không có cái vụ này. Mà cái phần này nó nằm ở phía sau, nằm ở chỗ lúc mà kể, lúc mà gần tịch. Thì bao nhiêu cái điều mà được xem là cốt tử, là quan trọng bậc nhất mà phải nhắn nhủ các vị đệ tử trước khi mình đi xa đó, thì Ngài đã kịp thời tìm đủ mọi cơ hội, mọi cái dịp tốt nhất để mà Ngài nhắc nhở. Đặc biệt là bài kinh Đại Bát Niết Bàn là một cái bài kinh mà quý vị Phật tử buộc phải đọc, và trong đó có rất là nhiều chỗ quý vị phải học thuộc lòng, phải nói như vậy đó. Thì chúng ta trở lại, mình chưa biết đạo đó thì mình cũng sống chìm đắm trong thế giới biểu tượng. Biểu tượng của cái gì? Chúng ta là họa sĩ. Những khái niệm, những kỹ thuật hội họa đó cũng chỉ là những biểu tượng. Vì sao? Là vì những khái niệm, những kỹ thuật đó nó được người này chấp nhận mà nó không được người kia chấp nhận. Bằng chứng là hội họa có vô số trường phái, rồi thì âm nhạc, rồi thì kiến trúc, rồi thì văn hóa, rồi thì tôn giáo, rồi thì chính trị, rồi thì xã hội. Bao nhiêu thứ trên đời này nó cũng chỉ là những biểu tượng, và trên những biểu tượng đó người ta mới hướng đến một cái lý tưởng, một cái ý nghĩa cao vời nào đó. Cái phần đó là phần của mỗi cá nhân hay là mỗi đoàn thể nha. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng tất cả những biểu tượng và y cứ được những biểu tượng đó đó, người ta mới làm việc tiếp tục. Biểu tiếp tục từ như chi tư trên chính trị, cái biên giới, lá cờ, quốc ca, quốc kỳ, đó chính là những biểu tượng. Người văn hóa cũng vậy, người Tàu tự hào họ có 5.000 năm văn hóa Hoa Hạ, người Việt Nam có 4.000 năm văn hóa Văn Lan, văn hóa Đại Việt, văn hóa Đường Ngu. Đường Ngu cũng một tên gọi cũ của người Việt xưa. Rồi thì dân tộc nào cũng có những huyền thoại, huyền sử, thì đó phải là biểu tượng, còn là cái gì nữa. Cho nên cái chuyện rất là quan trọng ở đây đó chính là cái thế giới này nó chỉ là những biểu tượng,
Nhưng mà cái đời sống của chúng ta là gì? Đời sống của chúng ta là chúng ta đi theo cái biểu tượng nào, chúng ta chọn lấy cái biểu tượng nào để hướng tới cái gì. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tác dụng của tâm thái. Nhưng mà cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi nói chuyện này đó chính là hãy luôn luôn tâm niệm rằng đừng có khư khư với tất cả những gì gọi là biểu tượng, mà hãy nhớ rằng biểu tượng nó chỉ là phương tiện để dẫn đến một cái lý tưởng. Cái đó là cái quan trọng. Như là ngón tay, dù là cái ngón tay của một người nam hay là của một người nữ, một ngón tay dơ hay là một ngón tay sạch, một ngón tay đẹp hay là ngón tay không đẹp, ngón tay dài hay là ngắn, mập hay là ốm, đen hay là trắng, ngón tay nào cũng là ngón tay thôi. Mà cái quan trọng là ngón tay đó chỉ về đâu, chỉ về đâu, cái đó mới là cái quan trọng nha, đó là cái quan trọng. Cái đời sống mình đó, nó là nó chỉ là biểu tượng. Đến cả Phật pháp cũng vậy, từng câu từng chữ trong kinh cứ hè cứ đè ra xuống mà cãi, cứ mà tranh luận, mà đôi khi đó cái quan trọng nhất là cái đó nó dẫn về đâu. Chúng ta thấy hôm nay chúng ta có cái phong trào đi tu thiền từ năm 1960 đến năm 2012, đúng tròn trịa, vừa vặn khít khao 50 năm, vừa vặn nửa thế kỷ. Miếng điện bị đóng cửa, bế gọi là bế quan tỏa cảng, không có mở cửa ra bên ngoài. Thế là bao nhiêu cái gì bên trong cái thế giới đó chúng ta không có dịp để biết nhiều lắm. Rồi thì sau năm 2012 Miếng điện mở cửa về nhiều mặt, trong đó có tôn giáo, có Phật giáo, và dĩ nhiên kéo theo đó là cái pháp môn Vipassana, tứ niệm xứ. Rồi thì người Việt chúng ta cứ ùn mà kéo vào trong đó. Chứ nếu mấy chục năm qua nó mở cửa các lớp nó không có ra chuyện đâu, mà đằng này mấy chục năm qua nó đóng cửa, mình không có dịp mình tiếp cận. Tới cái ngày mà chúng ta vào được tới đất Miếng điện rồi, đất Myanmar rồi, chúng ta mình tu thiền, cái chuyện nó hay quá, tốt quá. Nhưng mà từ đó nó cũng nảy sinh ra một số vấn đề mà chúng ta được nghe, được biết, được đọc trên internet. Đó là có những vị họ mặn mà với pháp môn của ngài Ta Ốc, rồi Sunil, rồi thì Mô Cốc, rồi thì các cái dòng Tâm Nhai, Sayada, vân vân. Để chưa kể là những cái dòng thiền của Thái Lan như là của bà Chanet, của ngài Chan Cha, rồi của ngài Asafa, vân vân. Thì dòng thiền của ngài Asafa thì cũng là xuất phát từ cái truyền thống của ngài Mahasi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái gì? Chúng tôi muốn nói rằng cái điều quan trọng mà hành giả Việt Nam nói riêng và Phật tử Việt Nam nói chung hoan nghỉ nhớ dùm, đó chính là mỗi vị thiền sư đều có cái thành tựu riêng của mình và có những cái vấn đề của riêng mình, không ai dám bài hát. Trong đời này chỉ có một người duy nhất, đó là các vị, chỉ một hạng người duy nhất, đó là chánh đẳng chánh giác, tất cả chạy nhau. Có nghĩa là khi mà hướng dẫn những người khác thì các ngài luôn luôn hướng dẫn bằng cái con đường tốt nhất. Tức là mà lật ngược thời gian lại thì Đức Phật Nguyên Đăng, chúng tôi nhắc lại, Đức Phật Nguyên Đăng đi bằng cái đó là cái vị mà đã thọ ký, vị Phật đầu tiên mà thọ ký cho Bồ Tát mình. Chứ đầu tiên này không phải là trước ngày không có vị khác, không phải, mà chứ đầu tiên mình là đối với Đức Phật Thích Ca mình đó, thì ngài là cái vị đầu tiên thọ ký. Còn những vị trước đó mà có gặp nhưng họ không có thọ ký cho ngài nha, thì từ đó là Đức Phật Nguyên Đăng. Nếu Đức Phật Nguyên Đăng mà ngày mà Đức Phật Nguyên Đăng gặp và được ngài Angulima đó, là cái vị mà trước khi đi tu mà đi giết người để lấy cái ngón tay để mà đeo đó, thì nếu mà Đức Phật Nguyên Đăng mà ngài gặp tướng cướp vô não đó, thì ngài cũng sẽ hành động và sẽ nói y hệt như là Đức Phật Thích Ca vậy đó. Trong niềm tin của tôi và trong cái hiểu biết của tôi về pháp thì tôi tin điều đó. Tức là chư Phật luôn luôn giống nhau để có thể lựa cái tốt nhất. Vì cái thấy của các vị đó đối với ngài vô não giống nhau. Và bây giờ phải nói gì, phải làm gì, phải có cái hành động gì, phải có cái biểu lộ, phải có cái cư xử gì đó, thì các ngài cũng được cái tốt nhất. Mà đã nói tốt nhất thì bắt buộc phải giống nhau. Nhưng mà riêng
Về gọi là không kể chi Phật chánh đẳng giác thì kể các vị như là độc giác hay là các vị trí thượng tinh văn như ngài Xá Lợi Phật Thường Vô Kiền Liên, hoặc là các vị đại tinh văn như ngài A Nan, ngài Ca Diếp Văn 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 thì khi mà gặp một chúng sinh khác đó, gặp một chúng sinh mà cần phải tiếp tiếp độ đó, thì cái chuyện mà các vị mỗi vị có một cái cách nói khác nhau, các vị mỗi vị có cách nói khác nhau, nói chi là những vị thiền sư phàm phu của mình nha. Mỗi vị có một cái vấn đề riêng, có những thành tựu riêng. Thí dụ như tôi ví chủ đề, tôi nhắc lại, tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi nhắc lại chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ ngày thiền sư A B đi, thiền sư A vị này đi đứng không được thoải mái lắm, cho nên khi mà hướng dẫn thiền định vị này không có nói nhiều về cái chuyện kinh hành. Dạ, không có nói nhiều về chuyện kinh hành, không phải là vì cái các vị muốn để người đều ngờ như mình, nhưng mà khi mà nói đến cái kinh nghiệm tu tập thì các vị cứ móc cái ruột mình ra mà nói, mà đã nó móc ruột mình ra thì vị nó thường ngồi nhiều hơn là đi kinh hành được, bởi vì vị này cái chân hơi khó di chuyển, hơi khó, cho nên vị này khi mà nói đến chuyện hành thiền vị này không có nó khổ mặn mà lắm, không mặn mà lắm cái chuyện mà đi. Rồi có vị mình đặt nặng cái vấn đề hành thiền tập thể hơn là thiền cá nhân, ở thiền khách coi nặng cái hành thiền ở thiền viện, thiền đường nó nhiều hơn là ở thiền khách cá nhân. Rồi thì có vị thì do điều kiện sức khỏe cũng có, hoặc là do cái sở thích, hay là do cái tâm lý cũng có, hoặc là do cái cơ thể của chính mình, của bản thân đó, mà vị đó luôn luôn chú ý nhiều về cái chuyện thực phẩm, ăn cái gì, tránh ăn cái gì. Tức là cũng dạy hành thiền, cũng pháp môn chứ thiền sư, cũng dạy y cứ trong tam tạng kinh điển, cũng dạy đàng hoàng, nhưng mà vì này cứ nhắc đi nhắc lại là tại sao chúng ta phải thọ bát con trai, tại sao chúng ta phải ăn một ngày một buổi, cái đó là đúng rồi, nhưng mà còn đi sang á, tại sao chúng ta tránh ăn thịt cá, tại sao chúng ta tránh ăn dầu mỡ, chúng ta tại sao phải tránh này tránh kia. Có những người họ đặt vấn đề này họ coi nặng lắm. Bên cạnh những cái hướng dẫn về nội tâm ấy thì các vị coi nặng vấn đề ẩm thực. Rồi có vị thì coi nặng về vấn đề trú xứ, là mình phải sắp xếp cho ở cái nào cứ hãy gặp mặt, như là cái đêm chị đó ra chú ơi chú ở phải thông thoáng, phải có nắng, phải có gió, phải có thoáng khí, vân vân. Thì như vậy mỗi vị có những cái thành tựu của riêng mình và cũng có những cái vấn đề của riêng mình. Thế là ở trong cái kỹ thuật hướng dẫn của vị thiền sư A làm sao mà giống vị thiền sư B, và cái hướng dẫn của vị thiền sư B làm sao mà giống cái hướng dẫn của vị thiền sư C, mà chúng ta có tới mấy chục mẫu từ rồi, cứ A B C D F làm sao mà giống nhau được. Nhưng mà khổ thay cái người đi học lại không nghĩ cái này, cứ thấy là ông thầy của mình ấy, hay hơn ông thầy kia, rồi từ đó khi mà nói chuyện với học trò của vị kia đó, mình khó mà tìm thấy một cái nhịp cầu giao cảm nhất, thông cảm, thỏa hiệp, rất là khó. Mà không có giao cảm, không có thỏa hiệp thì làm gì có cái tương nhượng, làm gì có cái sự cảm thông, làm gì có cái sự chia sẻ, nghe rất là khó. Mà trong khi đó tất cả mọi thứ nó chỉ là biểu tượng thôi, nó chỉ là biểu tượng, chỉ là phương tiện thôi, cách nào cũng được miễn là cái tâm nó yên, cách nào cũng được miễn là có chánh niệm, cách nào cũng được miễn là chúng ta có cơ hội để nhìn ngắm cái danh sắc, cái năm 12 xứ 18 giới của mình, cách nào cũng được miễn là chúng ta nhìn vào được cái diện mục thật sự của mình, cái gì là thiện ác, cái gì là buồn vui, cái gì là vô thường khổ và vô ngã trong cái danh sắc này. Rồi ngay cả trong chuyện mình nghe Phật pháp cũng vậy, mình nói mình hợp với ông sư phụ này, mình hợp với sư phụ kia, nhưng mà hợp đây có nghĩa là cái cách nói của vị này, cái cách trình bày của vị này, cái cách suy nghĩ của bên này nó hợp với mình. Nhưng mà tất cả những gì mà mình nghe được, mình cảm được, mình thấy được từ vị đó, nó cũng chỉ là những biểu tượng thôi. Đây là chuyện rất là quan trọng, và nhờ hiểu được cái này nè, để ý được cái này nè, lưu tâm được cái này nè, chúng ta thoát được một cái bệnh rất là quan trọng, đó là cái bệnh cố chấp, cái bệnh trường phái, cái bệnh phe đảng, cái bệnh phe đảng nó rất là quan trọng. Và tôi nhắc nhắc lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, đó là không có một nguyên tắc nào trên đời này là tuyệt đối hết, mà tất cả chỉ là những giải pháp tạm thời thôi, thưa quý vị. Kể cả trong đạo lẫn ngoài đời, tất cả những vấn đề về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về đạo đức, về tín ngưỡng cũng đều như vậy hết. Tất cả chỉ là những giải pháp mang cái tính tạm thời thôi. Tức là ngay cả Đức Phật của mình là bậc là
vô thượng chánh đẳng chánh giác là bậc. Nhưng mà phải nói rằng là Ngài cũng không có xem một nguyên tắc nào là tuyệt đối hết, tức là tùy cái căn cơ của chúng sinh mà Ngài nói. Và một vấn đề nó có tới vô số cách trình bày chứ không phải chỉ có một. Chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta đặt, chúng ta tưởng tượng, chúng ta giả định trước mặt mình có một cái tấm bản, còn một cái từ, một cái tấm bản đồ nha. Và trên tấm bản đồ đó đó thì chúng ta để một cái hộp me hay là một cái viên sỏi, một cái hòn cùi nha. Chúng ta thử tưởng tượng đi, có bao để cái hòn sỏi hộp me đó trên giữa tờ giấy thì chúng ta tưởng tượng có bao nhiêu hướng, có bao nhiêu con đường có thể dẫn đến cái hộp me. Nó nhiều lắm, nó vô số. Trong cái 360 độ đó, chúng ta cứ tưởng tượng cái hộp me nó nằm giữa cái tâm một hình tròn 360 độ thì chúng ta cứ tìm đến cái hộp me đó. Thì cái chân lý cũng vậy, cái đạo giải thoát, cái cứu cánh, thậm chí cũng y chang như vậy. Nó có nhiều cái hướng đi vào, nó chỉ là cái đạo giải thoát nó chỉ là cái hộp me nằm ở trong nó nằm ở ngay cái tâm của một hình tròn 360 độ. Chúng ta có nhiều cách để đi vào, mà tại sao chúng ta phải tranh luận với nhau là anh có đi con đường này? Thì tôi nghĩ rằng phải xác lại, miễn là cái con đường, miễn nó là cái đường giải thoát, miễn là con đường nó mang cái tinh thần, mang cái ý nghĩa của Bát Chánh Đạo. Và tôi nói là 1 tỷ lần, cái Bát Chánh Đạo đây mà chúng ta ôm cái con số 8 là chúng ta chết. Chúng tôi biết hôm nay mà quý vị đem cái câu nói này mà mắc lại các vị trưởng lão đó, mắc không khéo đó thì cũng mệt lắm. Các vị nói là sư quy không chống con số 8, đúng, nói là chống không đúng lắm. Rồi phải nói là tôi xin nói rõ, ôm khư số 8 là chỉ cái chết thảm thôi. Là vì sao? Là vì có chỗ Đức Phật không mà tôi con số 8, Ngài nói con số 7, đó là phải giác trì. Có chỗ Ngài nói con số 5 thôi, đó là chánh tánh định định tuệ. Có chỗ Ngài nói chỉ nói tới 7 là giới định tuệ, 8 học là 3 cái vô lậu học. Có chỗ Ngài chỉ nói có 2 thôi, đó là chỉ và quán. Ngài không hề nhắc tới giới, Ngài chỉ nói chỉ quán thôi. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, không có giới thì làm gì có chỉ, không có giới làm gì có quán. Không có tàm quý, không có từ tâm, không có nhẫn nhục, không có hành xả, không có trí tuệ thì làm gì có chỉ quán. Nhưng mà trong trường hợp này đó là cái đó có hai thôi. Các vị có muốn biết tôi nói tôi dựa vào đâu? Dễ thôi, trong tăng chi bộ đó. Cái này các vị khác, ở đây có hai việc mà vị tỳ kheo phải làm, phải thực hiện, đó là chỉ và quán hết. Chỉ vậy thôi. Dạ, chỉ vậy thôi. Các vị làm ơn dở là xem lại cái trong tăng chi bộ có như vậy hay không. Phần hai di, phần hai di có phải có câu đó, có cái câu kinh là kinh nó ngắn lắm. Này các vị kheo, ta nói là chỉ có hai việc mà vị tỳ kheo phải dành trọn thời gian trong đời của mình để thực hiện, đó là chỉ và quán. À, điều đó có nghĩa rằng vì là cái con số 8 nó đúng. Như bây giờ tôi hỏi các vị trong rơm, nếu mà các vị là một vị bác sĩ nha, một vị dược sĩ, một vị y tá, tôi hỏi thiệt là có khi đứng trước một cái câu hỏi làm sao mà có được sức khỏe tốt, thì tôi xin hỏi các vị để trả lời câu hỏi đó, nó có phải là có rất là nhiều cách hay không? Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, làm sao mà có được sức khỏe tốt, nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Tôi ví dụ, tôi giả định thôi nha, tôi giả định. Tôi ví dụ như sáng nay tôi nổi hứng, tôi nói thuốc men cẩn thận, không có lợi dụng thuốc men nhé, thuốc men cẩn thận, ăn uống cẩn thận. À, cơ thể thường xuyên vận động nhé, cái tinh thần phải lạc quan hướng thượng, và cái chỗ ở phải có dưỡng khí, đừng có sống trong cái sự ô nhiễm đó. Sáng nay tôi nói như vậy, nhưng mà ngày mai tôi lại nói khác, miễn là cái tinh thần nó không khác được là được rồi nha. Như vậy thì cách đó nào cũng chỉ là biểu tượng nha. Một cái hệ thống tính ngưỡng, một cái hệ thống chính trị, một cái ý thức hệ, một cái quan điểm, một cái học thuyết, một cái nào đi nữa, nó chỉ là những biểu tượng. Mà mình sống mình chìm sâu vào trong đó, mình coi nó là tất cả thì là chết rồi. Tôi nhắc lại, mọi công thức, mọi nguyên tắc là chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời. Cái này quan trọng lắm. Chúng ta không thể là những người máy di động làm việc trong cái sự setup, sự sắp xếp, trong cái sự cài đặt của ai đó được, cái đó không được. Chúng ta phải có một cái đầu độc lập nghe. Chúng ta không phải là những con thú nuôi, chỉ sinh hoạt theo cái đường hướng nhất định mà người chủ họ bày ra cho mình. Cứ sáng đi ăn, chiều vô chuồng, không được. Chúng ta không phải là một cái máy cassette,
chúng ta không phải là một em bé, chúng ta không phải là một cái người bị Alzheimer, bị chứng lún lẫn của người già để cho y tá không muốn xếp ra họ xếp mà chúng ta là người trưởng thành, một người thật sự bình tĩnh. Chúng ta không phải là một con chim nuôi trong lòng một con cá cái tàu kiến, mà chúng ta là một con người, chúng ta là một người trưởng thành, một người bình tĩnh, không có bị lún lẫn, còn nhớ rất là tốt, có khả năng suy tư độc lập. Thì tất cả những điều đó nó cho phép chúng ta có một cái nhìn độc lập. Mà giải thoát là gì? Trước khi mà chấm dứt phiền não, trước khi mà thoát khỏi cái sự sinh tử, thì cái giải sự giải thoát có khả năng suy tư độc lập. Còn chưa có được cái thánh trí, chưa có chấm dứt phiền não, chưa có chấm dứt sinh tử, mà ngay ở trong cách nghĩ của mình, trong cái cách hiểu của mình, trong cái cách hành trì của mình, mà chúng ta đã bị nhốt tù, đã bị giam hãm, thì giải thoát nó nằm ở đâu? Có một câu của ông Krishnamurti, tức là phải nhớ, phải thấy ra sự thật để được tự do. Cái câu đó rất quan trọng, phải thấy ra sự thật để được tự do. Chúng ta bị nhốt tù là bởi vì chúng ta không thấy được sự thật. Mà khi không thấy được sự thật, chúng ta rất dễ dàng bị nhốt, bị giam ở trong những cái chiếc lồng của những khái niệm mà người khác họ ban cho mình. Cho nên cái này kinh biểu tượng chúng ta là kinh quan trọng, và quan trọng ở chỗ đó. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ ở ngoài đời nó cũng chỉ là những biểu tượng, và ngay cả những cái gì mà trong Phật pháp cũng chỉ là biểu tượng, mà cái quan trọng nhất là cái biểu tượng đó nó tượng trưng cho cái gì và nó dắt chúng ta đi về đâu, và cái cách đón nhận của chúng ta đối với những biểu tượng đó nó như thế nào. Chúng ta nói một tỷ lần, đó là tùy vào cái hành trang của mình, tùy vào cái khả năng nhận thức, cái khả năng đón nhận, cái khả năng tiêu hóa của mình, mà chúng ta chấp nhận những biểu tượng đó theo cái kiểu nào. Thì cái đây là việc rất là quan trọng. Và hãy nhớ rằng trong từng ngày, trong từng giờ, cái chuyện mà chúng ta suy tư, cái chuyện mà chúng ta hành trì thiền quán, thiền chỉ, cái chuyện mà chúng ta xem kinh đọc sách, cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc tăng ni cư sĩ để mà nghe giảng, để mà học hỏi, thì tất cả những cái giờ phút đó nó chính là những giờ phút mà chúng ta tăng cường thêm cái khả năng nhận thức của mình. Chỉ vậy thôi, chứ đừng nghĩ là chúng ta đang thu gom kiến thức, đang thu gom chân lý như vậy kẹt lắm. Mà chúng ta chỉ nên tâm niệm rằng tôi đang tăng cường cái khả năng tiêu hóa Phật pháp, cái khả năng nhận thức về cuộc đời thôi. Thì chúng ta chỉ đang làm cái chuyện đó, chuẩn bị cho những nhận thức, chuẩn bị cho những nhận thức, chuẩn bị cho những cái sự tiêu hóa. Cái gì đó rất quan trọng. Một người mà cái bao tử có vấn đề thì coi như các vị biết mà, ăn uống không có tiêu, cái không tiêu nó dẫn đến 1 tỷ vấn đề nha. Rồi chưa kể là cái gan của mình, cái mật của mình nó có vấn đề nha. Cái thận của mình có vấn đề, cái thận có vấn đề là coi như cái kiểu nước nó cũng mạnh, mà cái gan, cái mật, cái bao tử của mình có càng ghê lắm nha, khó khăn ghê lắm. Cho nên tất cả những kiến thức của mình, những cái kiểu sống của mình, cái cách sinh hoạt, cái cách hành trì của mình, nó chính là những cái sự chuẩn bị, nó chỉ là những sự chuẩn bị cho cái khả năng tiêu hóa của mình mà thôi. Tại sao có người đó thì họ ăn như mình nhưng mà họ bị tiểu đường mà mình thì không bị? Rồi có người ăn y chang như mình mà họ không bị cao máu, còn mình bị cao máu. Mình ăn có chút xíu đồ mặn vô là máu nó lên vun vút. Mình ăn có một cái xíu chè vô là đường nó lên. Rồi tại sao mình có ăn một chút xíu nước cốt dừa mà tại sao mình cái cholesterol nó cao vun vút? Là tại sao? Là vì cái cơ thể của mình nghe. Có biết bao nhiêu người không biết chữ nghe, không hề luyện tập một cái gì đặc biệt hết, sống 90 tuổi không biết cao máu, không biết dư mỡ, dư đường là gì hết. Bây giờ nếu dư là sao họ làm sao họ lết đến 90 tuổi? Trong khi đó có những người biết là bao nhiêu, cái gì cũng biết ấy, vậy mà cứ ăn như một chút là nó dư cái này, ăn như một chút là nó dư cái kia, và cuối cùng là 40 tuổi đi sớm. Là tại sao? Là vì cái cơ thể của họ, cái khả năng đón nhận của họ nó có vấn đề. Yeah, nó có vấn đề. Cũng như người ta vậy đó. Nhưng mà nó đi vào, nó sàn, nó lắc như thế nào đó, mà cuối cùng nó là đi sớm. Cho nên chúng ta làm ơn nhớ rằng là cái cách đón nhận, cách đón nhận những cái nguyên tắc, những cái công thức chính trị, văn hóa, tôn giáo rất là quan trọng. Và làm ơn nhớ rằng tất cả chỉ là những chiếc bè qua sông mà thôi, chỉ là những ngón tay, chỉ mặt trăng mà thôi
Tất cả chỉ là những tấm bản đồ mà thôi. Mà bản đồ là sao? Nó là bằng giấy. Những đường xá trong đó nó được kẻ bằng mực nha. Do đó cái tờ giấy đó bản thân nó không phải là cái khu rừng mà mình muốn đi. Bản thân nó không phải là cái con đường mà mình muốn đi. Cái con đường thật sự là cái con đường mà nó có thể có mưa, có nắng. Con đường mà mình có thể đặt chân trên đó. Còn cái tấm bản đồ đó chỉ là một cái tờ giấy thôi. Chúng ta không nên xem bản đồ là con đường, bản đồ là cái chỗ đến, bản đồ là cái khu rừng, bản đồ là cái sa mạc. Không phải, nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta đi băng qua đó, hoặc để đi xuyên qua đó, hoặc để đi vào trong đó. Chỉ vậy thôi. Là mình nhớ tấm bản đồ nó không phải là chỗ đến, bản thân tấm bản đồ nó không phải là con đường. Chúng ta đặt cái chiếc giày lên đó thôi, có được hay không? Không, không ai đi lấy chiếc giày mà đặt lên tấm bản đồ không, đặt lên con đường mà mình phải đi. Và con đường đó nó được mô tả, nó được khắc họa trên tấm bản đồ. Là mình nhớ được cái đó nha. Và tôi nhắc lại 1 tỷ lần, đó chính là cái khả năng nhận thức của mình rất là quan trọng, cái cách thức tiêu hóa của mình rất là quan trọng. Quan trọng ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Tại sao biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chàng trai đi nghe cái cô gái đó mà đang thương mà đang mình lại thương? Bởi vì cái nhận thức của mình, cái cách đón nhận của mình. Rồi biết bao nhiêu người đi ngang cái món hàng đó, tại sao ta không dừng lại mà cái người kia lại dừng lại? Bởi vì họ cái não trạng của họ, cái tâm trạng của họ nó ra làm sao đó, tự nhiên họ thấy có đồ họ thích, họ thích như vậy. Tôi biết rất nhiều người vui lắm, họ nói họ rất là muốn món đồ, họ rất thích cái món đồ đó, mà tại cái mà họ không thích. Có người nói, có người đi chung chung với tôi, nó cái túi nó đẹp quá, túi đẹp quá, mình cái vải nó không vừa ý. Thí dụ như vậy, các người thấy không, chỉ là một cái túi thôi, chỉ là một cái túi mà A đó thì nhắm tới cái màu, mà B đó thì nhắm tới cái chất liệu vải. Thế là cách đón nhận của hai người trước cái túi đó đó không giống nhau, và từ đó nó dẫn đến quyết định của người của hai người cũng không giống nhau. Có một người muốn mua, có người không muốn mua, có người thì do dự nửa muốn mua và nửa không muốn mua. Chỉ là một cái túi thôi, chỉ là một cái túi thôi, mà cái cách đón nhận tội nhìn nhắm của ba người thì không giống nhau. Nó mới dẫn đến ba cái thái độ khác nhau, đó là một người muốn mua, một người không muốn mua và một người mix cả hai người kia. Có nghĩa là nửa muốn và nửa không. Vấn đề đó là chỗ đó, thì cái vấn đề Phật pháp của y chang như vậy đó. Cái cách đón nhận của mình thôi, cách đón nhận của mình thôi. Có người thì họ đến với Phật pháp qua một cái buổi giảng nào đó, mà cái buổi giảng đó phải do cái ông thầy nào đó. Đó. Rồi có người họ đến Phật pháp là qua một cái trang kinh, một cái bài kinh mà họ đọc đó, chứ không phải là bài kinh khác. Họ đọc tất cả là 3.000 trang, là chỉ có cái trang thứ 3.001 của đó nó mới chạm được cái đáy lòng, cái chỗ sâu nhất trong cái tâm tư, tâm can, tâm cảm của họ mà thôi. Là vì sao? Là vì nó ứng với những gì mà họ đã chuẩn bị sẵn. Này, mà vì sao như vậy? Đó là cách đón nhận biểu tượng. Đó là cách đón nhận biểu tượng. Mỗi người có cái cách, mỗi người có một cái cánh cổng, có một cái cánh cửa thích hợp để mà mình bước vào cái chân lý. Chỉ vậy thôi. Và nên nhớ rằng cái cánh cổng của chiếc cổng của mình nó chỉ là một trong 1.001 chiếc cổng mà thôi. Là mình nhớ những cái điểm này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Cho nên trường bộ, trung bộ, tăng di tương tiến bộ chỉ là những cánh cổng, và từng bài kinh trong đó chỉ là những chiếc cổng. Các vị tưởng tượng, chỉ riêng tương ưng bộ kinh nó có 7.700 mấy chục cái cổng, tăng di bộ kinh nó có 9.000 mấy trăm cái cổng. Mỗi người có cái một cái chiếc cổng để đi vào cái Phật pháp nha, nó nhiều lắm. Chỉ riêng tăng chi là 9.000 mấy, mà tương ưng đó là 7.000 mấy, rồi trung bộ là 152, trường bộ là 34, rất là nhiều. Còn tiểu bộ thì kể không xiết nha, kể không xiết. Rồi chưa kể là mỗi bài kinh mà được trình bày sư thì nó lại là một cách cổng khác, chứ không phải là một bài kinh một cách cổng đâu, chưa hết. Rồi mỗi bài kinh được đọc trong một thời điểm nào, cách đây 18 năm 7 tháng về trước, cũng bài kinh đó mà mình không có hiểu như là bây giờ nha. 18 năm 7 tháng về trước cũng bài kinh đó mà mình không có hiểu như bây giờ, mình không có thấm thía như là bây giờ, mình không có tâm đắc như là bây giờ. Là vì sao? Là vì cái não trạng, cái tâm trạng của mình nó đã khác rồi. Đây là một vùng chảy, và cái gì cũng chỉ là những giải pháp tạm thời mà thôi. Đó chính là tất cả những gì mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm và để ý khi nói đến cái chữ biểu tượng của Phật pháp. Hơn là từ đó nó cũng dẫn đến những gợi ý quan trọng về cái nhận thức của mình trong tất cả các vấn đề, các lĩnh vực tôn giáo, văn hóa, chính trị, là thấy điều như vậy hết. Khi ôm được một thứ thì coi như mình là người máy,
Khư khư ôm một thứ, cho đây là chân lý tuyệt đối, không dám nghi ngờ con đường duy nhất của mình, thì như vậy rõ ràng chúng ta là chim lòng cá chậu. Mà thử thôi, có đáng như vậy không? Kiếp người là bao nhiêu mà đem vùi đầu ở trong một cái thứ chân lý ảo vọng, một cái thứ học thuyết, một thứ chủ nghĩa mà do người khác áp đặt cho mình, có nên không, có đáng không? Trời đất bao la, hai chân đi đâu cũng được, mất cái chứng gì mà đưa vào cái cầm để cho người ta xìm, người ta còn có đáng không? Tại sao để cho người ta bình tắc mình? Cái đó là tôi ở bên Việt Nam mà tôi nhìn thấy con ngựa đó mà bị người ta lấy hai cái miếng da mà che hai bên mắt để cho nó nhìn thẳng về phía trước, không để cho nó nhìn ngang ngang miếng xe, tôi khó chịu lắm. Tôi thấy nó bị bắt, nó bị gài, bị gài vô trong cái chiếc xe là tôi khó chịu rồi. Mà tôi thấy nó bị che con mắt nữa. À, có rất nhiều người thấy con ngựa như vậy thấy thương đó, nhưng mà họ đâu nghĩ rằng chính bản thân họ y chang như vậy mà không biết tự thương, chỉ vậy thôi, chỉ y chang như vậy thôi, đã bị cột vô trong chiếc xe là coi như không có đi đúng như ý rồi em, mà còn bị người ta áp đặt, cài đặt, sắp xếp mọi thứ, cái tầm nhìn của mình cũng bị hạn chế và giới hạn do cái ý muốn người ta, thì thấy khổ quá, không dám nghi ngờ, không dám nghi ngờ, không dám nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình, cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước, thì cái đó có số phận thôi. Cũng đang ra về đất, cá vẫn đậu trung tâm với nước, chim thì thanh thản thoải mái bay lên trời, còn riêng mình thì mình đút cái đầu vô trong cái lồng, cái chậu mình ở, thì cái đó là cái phận riêng của mình ráng chịu nhé. Tôi nhớ tôi còn đại khái như vậy. Ok, có dịp mà đã lại tôi còn một tỷ chuyện để nói nữa, chỉ như bữa nay chỉ nhớ bao nhiêu đó thì nói bao nhiêu đó thôi. Bây giờ các vị cho tôi xin bài kinh tiếp theo nhé. Bài kinh tiếp theo là kinh gì quên mất rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh tài sản. Dạ đây, bài kinh tài sản.